Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về chuyển phân số sang số thập phân. Khi một bạn tên Nam hỏi lợi là phân số 14 phần 70 thì làm như thế nào? Thì 14 nè, 14 phần 70 thì để chuyển phân số sang số thập phân, các bạn có hai cách chủ lực. Cách thứ nhất đó là các bạn chia trực tiếp. Ví dụ như 14 chia cho 70 trực tiếp luôn. Được chưa? 14 chia 70 không được 0.10. Rồi 140 chia cho 70 thì các bạn không biết thì lấy 70 nhân 1 ra 7. 70 70 nhân 2 ra 7, nhân 2 nhân 0 ra 0, 2 nhân 7 10, 14 đi 4 hạ 1. Vậy 70 nhân 2 sẽ ra được 140. Vậy 140 chia 70 sẽ được 2 dư 0. Vậy kết quả là bằng 0.2. Ok chưa? Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là các bạn dựa vào phân số thập phân cho nó dễ. Thì viết lại nè, 14 phần 70 thì ta thấy rằng 14 chia được cho 7 và 70 chia được cho 7. 14 chia 7 bằng mấy ạ? Phần 70 chia 7 bằng mấy ạ? 14 chia 7 thì các bạn nhẩm bảng của chương nhân 7 thì được 2, và 70 chia 7 thì được 10. Ok chưa? Rồi, đây chính là phân số thập phân. Phân số thập phân là phân số có mẫu là 10, 100, 1000, vân vân và vân vân. Thì ở đây sẽ bằng nè, viết lại số trên, viết lại tử nè, 2. Rồi, điểm dưới mẫu có bao nhiêu số 0? Có bao nhiêu số 0 ạ? Một số 0 các bạn điểm 1, không có thêm số 0. Được chưa ạ? Được chưa? Ok chưa? Rồi, tương tự các bạn hãy giải bài này giúp lợi để lợi. Giải bài này giúp lợi nha. Rồi comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn. 21 phần 700. Rồi, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp lợi. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.